Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Winner92. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em là cách đổi tên fanpage mới nhất nha. Page Pro 5 anh em nhất cho năm 2023 này ha. Đầu tiên thì anh em truy cập vào giúp cho mình là cái fanpage anh em cần đổi. Ví dụ như là mình sẽ để cái fanpage là kháng AA này ha. Mình sẽ lấy cái này ra mình demo cho anh em ha. Có nghĩa là anh em chuyển profile qua ha. Tiếp tục anh em đến cái phần cài đặt quyền riêng tư giúp mình ha. Anh em vào phần cài đặt. Rồi, ở đây nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là phần tên. Phần thứ hai là phần tên người dùng. Tên người dùng này là cái đường dẫn truy cập vào cái fanpage đấy, thay vì UID anh em ạ. Rồi, ở đây thì anh em muốn đổi thành cái tên khác đúng không? Ở đây mình sẽ để demo, ví dụ như là mình đổi thành là rèm cửa cháu anh đi, mình ví dụ là vậy ha. Rồi, xem là thay đổi. Sau đó là mình nhập mật khẩu vào ha. Nhập mật khẩu của cái con via quản trị viên nhé anh em nhé. Rồi, ở đây như anh em thấy, thông thường anh em đổi như thế này nó sẽ không cho đúng không? Anh em ở dưới này có cái phần là tên người dùng. Anh em kích vào cài đặt giúp cho mình nè. Sau đó anh em đặt cái tên là rèm cửa châu anh. Ok. Rồi sau đó anh em lưu thay đổi ha. Ok. Và nó đã đổi tên được cho anh em rồi ha. Ok. Và nó đã đổi tên được cho anh em rồi nhé. Đây sẽ là cái tút đổi tên cho anh em. Anh em muốn đổi tên như thế nào thì anh em cứ dùng như thế này anh em đổi thôi, bình thường không sao hết. Ngoài ra nếu như anh em cần có bất cứ thắc mắc nào ấy, thì anh em có thể là ở đây anh em có thể tham gia vào trong nhóm, hoặc là quét mã QR code cuối video, hoặc là anh em đặt những câu hỏi phía dưới cái video này. Mình sẽ thấy những video, những cái câu hỏi nào nó cấp bách, nó cần thiết cho anh em thì mình sẽ support hỗ trợ xử lý cho anh em liền. Chúc cho anh em thành công trong năm 2023 này, và những cái nào thắc mắc cần hỗ trợ anh em cứ nhắn tin nhé. Anh em nhắn tin vào trong nhóm thì anh em sẽ hỗ trợ anh em ha. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em trong những video hay hơn, hấp dẫn hơn và thật đẹp trai và xinh gái nếu như anh em cho mình một like và một subscribe nhé. Và để tạo cho mình động lực nhiều hơn để mình làm video nhiều hơn nữa cho anh em nha. Nhớ là một like một subscribe cực kỳ quan trọng anh em nha. Bye bye anh em.